Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ lần hai đối với vụ án bà Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, luật sư, bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, để yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ một số vấn đề. Trước đó vào tháng 7 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với hai bị can về tội trên. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ để yêu cầu làm rõ, yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, làm rõ nguyên nhân, động cơ và diễn biến hành vi phạm tội của hai bị can này. Theo kết luận điều tra bổ sung trước đó, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, ông Sĩ sử dụng tài khoản YouTube tên luật sư Trần Văn Sĩ và bà Hàn Ni sử dụng tài khoản YouTube, Facebook tên nhà báo Hàn Ni, đăng bài và tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên các trang mạng xã hội có nội dung sai sự thật, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng và quỹ từ thiện Hàn Hữu. Bà Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và YouTube nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình đăng ngày 3 tháng 9 năm 2021 với tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? Trong đó có 4 đoạn phát ngôn được xác định thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, trái quy định của pháp luật, vi phạm luật an ninh mạng. Những phát ngôn là thông tin cá nhân liên quan đời tư bà Hằng. Bà Hàn Ni đã căn cứ vào nội dung trong các bài báo chính thống đã đăng về bà Hằng, nhưng không tự kiểm chứng lại, không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không kiểm tra, không được sự chấp thuận của cơ quan báo chí. Nguyên nhân có những phát ngôn liên quan đến bà Hàn Ni khai do bà Hằng có những lời lẽ xúc phạm mình trong buổi livestream ngày 3 tháng 9 năm 2021, nên bà Hàn Ni phản biện lại. Đối với ông Sĩ, trong 8 buổi livestream vào các ngày 15, 29 tháng 8 năm 2021, các ngày 5, 10, 19, 24, 28 tháng 9 năm 2021 và ngày 16 tháng 10 năm 2021, đã có nội dung bịa đặt xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm của ông Dũng và bà Hằng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, vi phạm luật an ninh mạng. Ông Sĩ khai, nguyên nhân có những phát ngôn trên vì bà Hằng đã có những phát ngôn nhục mạ nghệ sĩ, báo chí. Ông Sĩ góp tiếng nói làm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Hằng. Đối với phát ngôn về ông Dũng, ông Sĩ cho rằng ông Dũng thường hay ghi hình cùng bà Hằng đã có những phát ngôn liên quan. Riêng phát ngôn về công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hàn Hữu, ông Sĩ giải thích rằng do bà Hằng yêu cầu các nghệ sĩ sao kê tài khoản ngân hàng liên quan đến việc từ thiện. Cạnh đó, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị xử lý bà Hàn Ni và ông Sĩ theo quy định của pháp luật và yêu cầu bồi thường số tiền từ 300 đến 500 tỷ đồng xung vào công quỹ nhà nước. Từ đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, thời điểm trước khi nữ CEO Đại Nam này bị khởi tố và bắt tạm giam, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam luật sư Đặng Thị Hàn Ni vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. Nhưng chưa hết, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cũng đã có hình thức xử lý đối với nữ luật sư này. Theo nguồn tin từ đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 vừa qua, ban chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp liên quan đến việc xử lý đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp này, các thành viên ban chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất việc tạm đình chỉ tư cách thành viên đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh của bà Hàn Ni do bà này đang là bị can trong vụ án mà cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý. Ban chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh giao chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định theo thẩm quyền. Chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trung cho biết việc tạm đình chỉ tư cách luật sư đối với bà Hàn Ni là tạm thời. Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quyết định cuối cùng đối với bà Hàn Ni khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Trước đó vào tối ngày 25 tháng 2 năm 2023, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin chính thức về việc khởi tố bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo, luật sư Hàn Ni,
46 tuổi, ngụ quận 7 và luật sư Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an thành phố đã tiếp nhận thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân ông Dũng, bà Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương và Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Và thật trớ trêu, bởi sau hơn một năm kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam ngày 24 tháng 3 năm 2022, bà Hàn Ni từ bị hại đã trở thành bị can trong vụ án liên quan đến nhiều người với nhiều tình tiết phức tạp. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan công an xác định bà Đặng Thị Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã cố ý đăng tải nhiều đoạn video lên kênh YouTube với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân. Theo cơ quan điều tra, hành vi của bà Hàn Ni và ông Sĩ đã đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 24 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt, lệnh khám xét đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ, đồng thời thu giữ các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Sáng 25 tháng 2 năm 2022, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, di lý nhà báo Đặng Thị Hàn Ni về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét. Bà Hàn Ni bị Công an TP.HCM khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, tối 24 tháng 2. Nhiều cảnh sát mặc sắc phục và thường phục có mặt quanh nhà của bà Hàn Ni. Lực lượng chức năng không cho người lạ đến gần và cấm quay phim chụp ảnh. Một số người đến nhà Hàn Ni liền bị cảnh sát hỏi lý do mời đi nơi khác. Cảnh sát niêm phong thu giữ nhiều thùng tài liệu để điều tra vụ án. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, việc khám xét hoàn tất, cảnh sát đưa tài liệu và bà Hàn Ni lên ô tô 16 chỗ để rời đi. Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni sinh năm 1977 và ông Trần Văn Sĩ, cựu chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quá trình điều tra, Công an TP.HCM xác định bà Hàn Ni sử dụng tài khoản Facebook và YouTube mang tên nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không. Đoạn ghi hình này phát ngày 3 tháng 9 năm 2021. Công an TP.HCM kết luận hành vi của bà Hàn Ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư, trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Quá trình điều tra, bà Hàn Ni đã trình bày với cơ quan công an một số nội dung như sau. Trong buổi ghi hình vào ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà Hàn Ni đã có những phát ngôn nói đến thông tin cá nhân liên quan đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng là căn cứ vào một phần thông tin và nội dung chính trong các bài báo chính thống đã được đăng về bà Nguyễn Phương Hằng. Do đó không tự kiểm chứng lại để xác định đúng hay sai, không cần hỏi ý kiến và không cần sự đồng ý của bà Hằng, không cần thiết kiểm tra, không cần sự chấp thuận của cơ quan báo chí cho phép. Bà Hàn Ni xác định những phát ngôn trong đoạn ghi hình có nội dung liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, vì biết bà Hằng còn có tên gọi khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là CEO của Công ty Cổ phần Đại Nam và là người có liên quan đến vụ án Nam Cam. Đối với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hàn Ni có tìm hiểu thông qua báo chí, được biết ông Dũng là chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và là một trong ba người sáng lập ra Quỹ từ thiện Hằng Hữu. Ngoài ra, bà Hàn Ni cho biết ngày 3 tháng 9 năm 2021, bà ở tại nhà riêng sử dụng máy điện thoại di động và webcam được cài đặt và gắn trên máy vi tính để bàn để tự mình ghi đăng đoạn ghi hình có tiêu đề bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không. Phát trên tài khoản YouTube và Facebook đều có tên nhà báo Hàn Ni. Bà Hàn Ni trình bày, nguyên nhân có những phát ngôn nêu trên là vì bà Hằng đã ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội,
có những lời lẽ xúc phạm đến bà Hằng Ni trong ngày 3 tháng 9 năm 2021. Do vậy, bà Hằng Ni có buổi ghi hình phát vào ngày 3 tháng 9 năm 2021 để phản biện lại những nội dung bà Hằng đã nói là không đúng về việc bà Hằng Ni tống tiền doanh nghiệp, nói bà Hằng Ni là bồ của ông C, nói bà Hằng Ni chửi một quan chức cấp cao, đưa hình ảnh bà Hằng Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái và nói bà Hằng Ni là phản động. Ngoài ra, bà Hằng Ni trình bày nhằm mục đích tư vấn pháp luật để cho mọi người biết về việc bà Hằng cũng là một công dân bình thường, đều phải tuân thủ pháp luật. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!